Một lần nữa, trước thềm xuân, Mỹ Khang xin được kính chúc các cha, các sơ, các bác, các cô, các chú và toàn thể quý vị một năm mới tràn đầy hồng ân, an khang, thịnh vượng và mọi sự nghĩ. Mỹ Khang thiết tưởng, không biết tại sao ô kìa đời bỗng dưng vui. Vui quá là vui vì hôm nay có tất cả quý vị đang có mặt ở đây để đón xuân chung với nhau. Vậy xin quý vị một tràng pháo tay cho một cuộc đời thật là vui và mùa xuân thật là vui.
ngày vui quý vị nhé. Xin chúc mừng một năm mới tràn đầy niềm vui và hồng ân của Chúa.